Các bạn đun nó sền sệt lên này, thế là các cái gia vị nó ngấm hết được vào cái chân gà, thì là các bạn bỏ ra được rồi. Hương vị thì rất là thơm các bạn ạ. Mùi tỏi, mùi xả, phải nói rằng rất là ngon. Xin chào các bạn, hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn một món chân gà sốt tỏi ớt. Đấy các bạn này, nhớ là chân gà là phải trắng, trông ngon như thế này. Các gia vị thì có tỏi, sả, đây là ớt sừng và ớt cay nhá, chanh này, gừng này và nước mắm này, ớt bột, tương ớt và đường. Ở đây là rượu các bạn, nhớ là rượu để ta tẩy hôi chân gà. Trước kia thì tôi cứ hay lấy dao để tôi đập mà băm nhỏ. Bây giờ hôm nay tôi đã mua một chiếc máy xay mili. Đây là máy này, máy xay tỏi, xay được cả gừng, cả ớt. Đây là mua ở TikTok đấy các bạn. Đây, rất là dễ. Các bạn hãy nhớ ta cứ thế kéo ra kéo vào là ta đã làm cho nó nhỏ được. Đây, các bạn mở ra rất là tiện. Đấy, bây giờ để làm cái này thì tôi sẽ cho tỏi vào đây nhé. Đây các bạn, ta lắp vào cho nó đúng một cái khớp, thế là ta kéo tay này được các bạn. Các bạn xoay, các bạn đổ ra, đấy, nó nhỏ mướt lên rồi. Đây các bạn muốn có một cái máy xay tỏi mili cầm tay như thế này thì tôi sẽ để đường link mà để xuống dưa phía cuối nhá. Thì các bạn sẽ có mua được một cái máy mili tỏi như thế này. Bây giờ tôi sẽ thái cái ớt này ra nhé. Đây là ớt sừng các bạn nhé. Để tôi đã làm xong cái ớt đây rồi. Bây giờ tôi vừa thái gừng. Tôi để gừng sang một bên nhé. Xả thì các bạn chải nó ra, để các bạn đập dập nó đi. Xong rồi các bạn cắt khúc. Bây giờ tôi sẽ đi tẩy cái chân gà nha. Trước khi tẩy thì bây giờ các bạn nhớ này, ta phải chặt đôi ra. Hoặc là các bạn cầm cái kéo này cắt làm sao cho các cái móng này nó gọn này. Đây các bạn ơi, tôi cho một chút rượu vào đây. Đấy là rượu trắng nha. Tôi cho muối tinh. Và các bạn cắt chanh cho vào. Bây giờ đảo đều vào này. Đấy là các bạn tẩy hôi nó như thế này, rất là hợp lý các bạn. Có cái kéo sắc cái này các bạn cắt được, hoặc là các bạn dùng dao các bạn chặt. Đây tôi cho một chút gừng nhá. Đây, cho xả này, các bạn nhớ này, cho xả mấy cây vào đây cho nó có cái hương vị thơm này. Đây. Tôi lửa to lên một chút thì các bạn cho chân gà vào. Cho quá nước một chút thì các bạn sẽ đun sôi vào khoảng độ 7 phút thôi là các bạn sẽ bỏ ra. Thấy được rồi, bây giờ tôi sẽ múc ra tôi ngâm một lớp lạnh nha các bạn nhớ. Nếu mà các bạn có đá cho vào thêm một chút đá. Các bạn ngâm vào khoảng độ 5 đến 7 phút. Bây giờ đi làm nước sốt. Các bạn nhớ làm nước sốt thì các bạn hãy nhớ nha, ta đun nó vào khoảng độ 3-4 phút thì các bạn cho ra. Đây tôi sẽ cho phi tỏi mới gừng này. Đấy các bạn thấy không? Cho phi thật thơm. Đây
đây tôi phi vàng lắm rồi, bây giờ tôi sẽ cho ra ngoài vào cái đĩa nhá. Đấy, tôi cho vào đây ra một lửa. Đấy, còn đây tôi bớt lại thì tôi bây giờ tôi sẽ cho tất cả các cái gia vị vào đây. Tôi cho cái ớt này, sả này, một chút gừng vẫn còn này. Đấy, đem phi này, phi cho nó vàng này. Đó. Bây giờ tôi cho một chút nước vào đây này. Đấy, các bạn cho nước trước nha, không là nó cháy này đấy. Đấy, các bạn cho ớt bột này, các bạn cho tương ớt này. Các bạn cho đường này. Nước mắm này các bạn cho một lửa thôi. Đây tôi sẽ cho vào trong chảo này. Đấy, các bạn nhớ các bạn cho vào đây xong các bạn đảo đều đun nó sền sệt nên là được rồi. Các bạn đun nó sền sệt lên này, thế là các cái gia vị này nó ngấm hết được vào cái chân gà thì là các bạn bỏ ra được rồi. Bây giờ tôi sẽ rắc cái tỏi này nhá, phải phi tỏi nó giòn mà nó vàng này. Đấy, các bạn đảo đều lên. Wow, ngon quá là ngon. Đấy, bây giờ tôi sẽ múc lên trên trên đĩa. Cái nước nó sệt sệt như thế này các bạn dưới nó lên để cho nó ngấm thêm vào chân gà. Các bạn ơi, tôi đã làm xong cái món chân gà sốt tỏi ớt. Rất là thơm các bạn ạ. Bây giờ tôi sẽ thưởng thức cái món tôi làm đây. Cái này thì có thể các bạn ăn nhậu hoặc là các bạn uống một chút bia hoặc là các bạn có thể rằng làm để các bạn ăn bình thường cũng được. Thế tôi hôm nay tôi uống một chút bia. Hương vị thì rất là thơm các bạn ạ. Mùi tỏi, mùi sả phải nói rằng rất là ngon. Với cả gừng. Chân gà thì giòn, mềm mà thì mềm nhưng mà giòn. Các bạn nhớ là ngâm vào một cái nước lạnh thì chân gà bao giờ nó có độ giòn. Các bạn hãy nhớ là đừng nên cho đậm quá, nếu đậm quá thì nó mất hết cái vị ngọt. Ôi ngon ơi là ngon. Ngon quá các bạn ạ. Uống rượu lai dai này rất thích. Bạn nào có yêu cầu làm về món gì thì các bạn sẽ để dưới phần bình luận. Tôi sẽ tiếp thu và làm tỉ mỉ cho các bạn được thấy nhé. Còn bây giờ tôi xin chào các bạn. Chúc các bạn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc. Xin gặp lại các bạn vào clip sau. Xin cảm ơn. Xin chào tạm biệt. Xin chào các bạn, hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn cái món chân gà ta trộn với sả tắc, ngâm với sả tắc cũng thế các bạn ạ. Trong miền Nam người ta gọi là tắc, đây là quả quất.
miền Bắc mình gọi là ngâm xả quất. Đấy các bạn ạ. Nguyên liệu chính thì có chân gà đây các bạn ạ. Đây, chân gà tôi đã rửa sạch rồi các bạn nha. Các cái gia vị kèm theo thì nó có xả và quất, tỏi, ớt, hành tây, nước mắm và muối gia vị, ớt bột, đường và bột nghệ. Đấy, bây giờ thì trong đó có cả gừng đấy nhá các bạn nhá. Khi ta luộc cái này chín nên ta phải cho gừng. Trước khi để làm cái món này thì ta phải đi tỉa các cái móng chân này đi các bạn nhá. Tôi đã làm sạch rồi. Bây giờ ta tỉa các cái móng chân này đi thôi. Tỉa các cái móng này lên chung để cho nó đẹp, không nó cứ dơ các cái đầu này để nó nhọn. Đây tôi đã cắt xong các bạn nhá. Cái món này thì các bạn phải nhớ là ta lên cắt các cái móng đi để cho nó gọn. Vì lúc khi ta luộc lên thì nó cứ dơ cái móng lên, mà khi ta trộn ngâm thì nó không được đều lắm đâu, nó hay lồng cồng lắm. Nên ta phải cắt các cái móng của nó đi. Vừa trông vừa đẹp mắt nữa, và lúc ta thưởng thức nó cũng hợp lý. Bây giờ tôi đã cắt xong, bây giờ tôi sẽ làm tiếp đến cái khâu gia vị nhá. Trước khi cho nên luộc thì ta phải làm một số các cái gia vị như là gừng này. Đấy, gừng ta đập dập một miếng gừng này để ta luộc cho nó thơm, cho nó không bỏ nó tẩy cái vị hôi đi nhá. Xả ta chỉ cho vừa phải thôi, còn đâu để ta ngâm. Xả ta cũng đập dập lên để khi ta trần nó có cái độ thơm của xả và nó tẩy cái mùi hôi của chân gà. Đây, tôi sẽ cho vào xong nha các bạn nha. Đây, xả tôi cho vào xong này, mới xả mới gừng này, để ta cho nước vào để luộc mấy cả chân gà nha các bạn nha. Chân gà này thì thực tế ra nó là chân gà, không phải chân gà ta. Cho nên là ta phải đun sôi ta cho vào thì độ chân gà này nó rắn hơn. Chứ nếu ta cho ngay vào nước lạnh thì nó nhanh bị bở lắm. Bây giờ tôi đi dọn bếp các bạn ạ. Các bạn nhớ là khi luộc chân gà này các bạn cho khoảng độ một rúm muối hạt ít ít thôi. Để cho luôn vào xong.
đấy các bạn nhớ nhá, sả này, gừng này, hành tây này. À. Đây, đây cho bột nghệ vào nha. Đây cho bột nghệ để lấy màu cho nó đẹp. Các bạn nhớ là cho vào cái nước nó lạnh như này thì bột nghệ nó sẽ không đỏ mà nó sẽ vẫn vàng. Đây ta cho một chút muối hạt vào để cho nó rắn cái chân gà. Các bạn nhớ là ta luộc cái chân gà này là bây giờ nó cũng sắp sôi rồi, nhưng mà phải cho vừa lửa thôi, đừng cho to quá. Đấy phải thăm thế này, nó mà lăn tăn là phải thế, chân gà nó nhanh nhừ lắm các bạn. Màu nghệ màu là vàng vàng đẹp ta phết các bạn ạ. Đó. Ây, tôi thăm nó có thể sôi rồi đây. Ui, sôi rồi các bạn ạ. Sôi rồi, cái này là ta phải cho nhỏ lửa. Sau đó ta tắt lửa đi để ngâm thôi. Chứ không được luộc nữa. Nếu luộc nữa là nó bung hết. Đây, các bạn nhìn thấy không? Đấy, màu rất là đẹp. Gia vị luộc cùng với chân gà rất là thơm. Gừng, sả, rồi hành tây, bột nghệ. Đây, một chút muối tinh. Bây giờ là tôi sẽ ngâm nhá các bạn nhá, nếu không là nó sẽ chín quá đây, là không ngon đâu, là lát đây. Đây tôi đậy lại, bỏ lửa, không đun nữa. Đấy, bây giờ là bỏ lửa được rồi thì chân gà nó sẽ giòn mà nó không bị lát các bạn ạ. Đây các bạn, mà cứ đun nữa là nó lát ngay, nó bở bung như đấy. Đây này các bạn nhìn nhá, nó chỉ hơi lứt này thôi là chín được rồi. Nếu các bạn mà để thêm nữa là nó sẽ lát. Rồi bây giờ tôi sẽ vớt ra nhá các bạn nhá. Cho vào cái nước lạnh đã cho đá nhá các bạn nhá. Các bạn nhớ là ta cho nước lạnh. Nước lạnh xong ta phải cho thêm đá. Thì ăn cái món chân gà này nó sẽ rất là giòn các bạn ạ. Nếu ta không cho vào nước lạnh ngay mà ta không cho đá thì nó không giòn. Còn thực tế ra thì cứ luộc xong ấy, ta dấn nước lạnh xong ta cho vào tủ đá.
Đấy, cho vào tủ đá chỉ vào khoảng 10 phút thôi là ta cho ra ăn nó sẽ giòn mà nó lại không dính. Tôi bắt đầu đi làm các cái gia vị nha, của nước chấm nha, rồi nước đây này gọi nước sốt đấy. Ta cắt quất xong rồi ta vắt. Đây, ta vắt vào cái màng lọc này, ta không cho hạt xuống. Ta phải cắt nhiều đấy các bạn. Các bạn nhớ nhá, trong miền Nam gọi là tắc, nhưng mà cái quả này gọi là quả tắc. Cái này chán, nhưng mà ngoài Bắc này gọi là quất. Các bạn nhớ nhá, cái khu quất này, cái chỗ quất này là ta phải vắt nước, nhưng mà ta bớt lại một ít để ta bổ làm 3 làm 4 thì ta vẫn trộn vào mấy chân gà các bạn nha. Bây giờ ta bổ làm 3 làm 4. Đây, ta bổ vào đây, ta để vào đây. Để ta trộn lẫn vào một chân gà. Đây, ta đập tỏi xong rồi đây. Bây giờ ta sẽ thái. Ta thái xả. Trong khi ta làm cái này thì ta phải cho chân gà để ráo nha. Ta sẽ cho ra cái giá để cho nó ráo. Đây, chân gà đã được ngâm nước. Nước lạnh lại còn có đá nữa. Thế cho nên chân gà nó rắn. Đây, nó rất là rắn rồi. Bây giờ ta phải nhặt bỏ đá ra. Bây giờ ta để cho nó ráo nha. Ráo xong ta mới chặt. Chả các bạn nhớ là thái nát vừa phải để ta trộn vào mấy cả chân gà đấy. Đấy, ta cho lẫn vào mấy quất đấy nhá. Vì quất ta đã thái rồi, bây giờ ta cho cái chả vào mấy quất. Rồi, xả như vậy là được. Đây, tôi chặt chân gà được cái nào là tôi cho vào cái hũ này nha, để ta ngâm. À, đấy, cái hũ sạch đấy. Đấy, các bạn nhớ nè, chặt chỉ là một nhát là phải đứt luôn. Chứ nếu mà chặt lần thứ hai là nó sẽ lát. Đấy, thật khéo. Con dao phải sắc đấy nhá. Chặt mạnh quá, có cái chặt nhẹ quá.
Đây tôi trộn các gia vị nha. Tôi sẽ cho cái nước cốt quất này, mấy tỏi này. Đây tôi cho vào bát to. Tôi cho một thìa muối gia vị. Đây. Cho một thìa nước mắm. Cho thêm một thìa nữa. Các bạn nhớ nha, cho vừa phải, áng chừng với cả cái lượng chân gà. Tôi cho 2 thìa đường đấy các bạn ạ. Nước cốt quất là lửa bát này đấy. Nhiều đấy các bạn. Đấy, ta phải cho thêm một thìa nước mắm nữa. Đây các bạn nhớ nhá, tôi áng chừng cái lô chân gà này của tôi là phải dùng tới coi như thế này 6 thìa này đấy các bạn. Đấy, nước mắm này tôi sẽ cho thêm coi một thìa đường nữa là thành 3 thìa đường. Vậy là tôi sẽ tính tương đương với cái số chân gà này vào đây nè. Tôi sẽ ướp vào đây. Bây giờ tôi cho bột ớt. Rồi, các bạn nhớ nha, ta cho bột ớt vừa phải thôi. Cái này ta không cho lên nhiều được. Cho nhiều quá là có bạn không ăn được đâu. Bây giờ tôi sẽ cho cái môn này vào trước. Đây, quất này, ta cắt mấy cả cùng mấy xả nha. Cắt nó thành miếng nha, ta sẽ trộn vào trong này. Đó. Các bạn nhớ. Đây. Ta phải lắc lên để cho nó chui xuống. Đây là đều. Đấy, được rồi. Bây giờ ta tưới cái này lên. Đây, tôi sẽ tưới đều nha các bạn nha. Đây. Chắc chắn là món chân gà này ăn rất là ngon các bạn ạ. Vừa giòn, vừa hấp dẫn. Đây các bạn nhớ nhá, tôi đã làm xong cái môn này nhưng ta phải ngâm để cho nó ngấm các bạn nhá. Bây giờ ta đã cho hết được các gia vị vào trong này rồi, cùng mấy cả chân gà. Tôi đã để ngâm, hiện nay các bạn nhớ là ta phải đậy vào mà ta ngâm. Ngâm cái này nếu đúng thực tế ra là phải ngâm đến 4 tiếng các bạn ạ. Đấy. Nhưng nếu các bạn ăn không hết thì các bạn nhớ để vào tủ lạnh để tan dần các bạn nha. Rồi các bạn ơi, tôi đã ngâm được 4 tiếng rồi các bạn ạ. Bây giờ tôi sẽ múc ra đĩa nha các bạn nha. Rồi, các bạn nhìn thấy không? Rất thơm, ui giời, thơm quá là thơm. Hương vị rất thơm. Đúng là có ngâm có khác. Mở ra đã dậy mùi thơm. Các bạn ơi, tôi đã làm xong cái món chân gà, tôi đã ướp được coi như 4 tiếng rồi các bạn ạ. Như vậy là cái món chân gà mà ngâm xả tắc này tôi đã làm xong.
Miền Nam thì gọi là vậy, nhưng miền Bắc người ta gọi là ngâm xả với cả quất các bạn. Bây giờ tôi sẽ thưởng thức các bạn nhá. Ui, giòn lắm các bạn ạ. Giòn ngon. Các bạn thấy không, hương vị rất thơm các bạn ạ. Khi mình ướp vào đây mà phải nói rằng đủ 4 tiếng thì mở ra đã thấy thơm lừng. Tôi thưởng thức thêm các bạn ạ. Rất ngon, không thể nào cưỡng lại được. Cứ vậy ăn bằng tay. Nếu các bạn có thời gian thì các bạn sẽ làm giống như cái trường hợp này. Các bạn cứ ủ ở đấy xong mời bạn bè đến để ăn nhậu. Món này bạn bè của các bạn rất là thích thú. Thật là ngon đấy các bạn ạ. Nếu các bạn có thời gian ghé thăm ngôi nhà của tôi và cùng tôi để thưởng thức, cùng tôi để chế biến cái món ăn này thì lại càng tuyệt hảo hơn nữa. Xin cảm ơn các bạn và xin chào tạm biệt. Xin hẹn gặp lại.